Bạn đang nghe tại kênh truyện ma Tâm Sinh Quỷ, bộ truyện Thanh Kiếm của Quỷ, tác giả Muội Nương, tập 6, chương 25, hậu duệ thần Kim Quy. Trúc Chi trấn an Ngọc Huyền: cứ đi đi, người đó không hại bồ đâu. Ngọc Huyền bớt căng thẳng hẳn, cô nối gót theo Huyết Yêu, đầu ngập tràn những câu hỏi vì sao. Vì sao người đó lại muốn cô rời đi? Vì sao người đó có thể nhìn thấy cô? Người đó muốn gì ở cô? Thiên Thanh cũng đồng ý với Huyết Yêu: thầy ấy nói đúng, chuyện này cứ để cảnh sát lo. Mấy đứa còn nhỏ, nếu cứ dính líu vào chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Lâm gật đầu tán thành. Cậu nói: hôm nay tụi em hẹn anh đến đây để giải quyết vụ án của chị Huyền. Ngân Chi nói phải có anh mới chịu nói ra kế hoạch. Trúc Chi vỗ đùi: suýt nữa thì quên, mấy ngày nay đầu em như muốn nổ tung. Như vậy nhé, vì chúng ta muốn biết vụ án của Huyền có liên quan đến tình cảm nam nữ hay không, nên em nảy ra ý định, em sẽ đóng giả làm bạn gái của anh. Nhất Uy và Thanh Lâm đồng thanh gào lên: cái gì? Trúc Chi liếc xéo hai thằng bạn mình, mặc kệ họ, cô nói tiếp: anh phải hẹn cả đám bạn của anh gặp nhau vào chủ nhật tuần này. Anh cứ nói là muốn giới thiệu bạn gái cho họ biết mặt, sau đó tụi mình giả bộ tình tứ một chút. Thanh Lâm không giấu nổi cơn ghen, rên nhẹ: tình tứ? Cũng may không một ai nghe thấy Thanh Lâm nói, nếu không người ta sẽ nghi ngờ cậu đang có tình cảm đặc biệt dành cho Trúc. Nhất Uy hơi lo lắng: nếu chị Nhi thật sự liên quan đến vụ án này, cậu có thể gặp nguy hiểm đó. Sợ gì, có anh Thanh đi chung với tôi mà. Anh Thanh từng làm cảnh sát, nghĩa là anh ấy có võ đầy mình rồi còn gì. Nhìn mặt ba anh nam cứ đờn ra, Trúc Chi sốt ruột: còn suy nghĩ gì nữa, đó là cách duy nhất rồi. Nếu chị ta là hung thủ thì nhất định lần này sẽ không để anh Thanh rơi vào tay đứa con gái khác. Nhất định chị ta sẽ ra tay một lần nữa. Tụi mình chỉ chờ có vậy để bắt thóp chị ta thôi. Bộ mấy người không muốn tìm ra hung thủ hay sao? Thanh Lâm bất lực: muốn thì muốn, nhưng cậu cũng không nên hiến thân làm mồi nhử. Thiên Thanh thật lòng nói: anh rất cảm ơn tấm lòng của em, nhưng anh cũng đồng tình với hai thằng kia, anh không thể để em mạo hiểm được. Trúc Chi nổi điên, không còn giữ được bình tĩnh, quát: vậy thì mấy người ngồi đó chờ hung thủ ra tự thú đi. Ba người kia bị Trúc Chi làm cho giật mình, họ đưa mắt nhìn nhau. Thú thật, họ phải công nhận cô gái trước mặt bọn họ có lá gan rất lớn. Sao một cô gái có thể tự biến mình thành mồi nhử mà không hề nao núng hay sợ hãi như vậy? Thiên Thanh quyết định: được rồi, vậy chủ nhật này anh qua đón em, ăn mặc đẹp một chút, đừng làm anh mất mặt. Có thế chứ. Trúc Chi cười đắc ý: mấy đứa giải tán đi, anh cũng phải phụ đội điều tra của bác anh một chút. Bây giờ anh là thám tử tự do mà, anh muốn làm gì thì làm. Kẻ giết người hàng loạt này phải bắt lại cho bằng được, nếu không anh ăn không ngon, ngủ không yên. Trúc Chi gật đầu tán thưởng, nhưng cô biết cảnh sát sẽ không bắt được kẻ ăn tim, trừ phi có sự giúp đỡ của một thế lực siêu nhiên như Huyết Yêu. Trúc Chi và Nhất Uy vội vã trở về nhà sau khi không tìm thấy Huyết Yêu và Ngọc Huyền trong trường. Ngọc Huyền từng nhấn mạnh cô ấy không thể ra khỏi khuôn viên trường. Trúc Chi có nên lo lắng với tình huống này không? Có lẽ nào Huyết Yêu siêu thoát cho Ngọc Huyền rồi. Không phải Huyết Yêu tưởng Ngọc Huyền là một con ma rình mò chuyện của họ nên bắt đi rồi chứ? Trúc Chi chạy lên lầu 2 nhà mình, đập tay vào cửa phòng, hốt hoảng: Huyết Yêu, anh có trong đó không? Nhất Uy cầm lấy bả vai Trúc Chi, nói: cậu bình tĩnh một chút đi. Cậu không biết về tên Huyết Yêu này đâu, chuyện gì hắn cũng có thể làm hết. Hắn nhất định không biết Ngọc Huyền là bạn của tụi mình. Có khi nào hắn cho Ngọc Huyền về âm phủ rồi không? Nếu hắn dám làm vậy, tôi... Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Huyết Yêu đăng đăng sát khí: nhìn ta giống người độc ác lắm hay sao? Trúc Chi chột dạ: không giống, đương nhiên là không giống. Trúc Chi nói dối: tụi này vội về để cùng anh bàn bạc về kẻ ăn tim thôi.
Huyết Yêu tránh sang một bên cho Trúc Chi và Nhất Uy vào phòng mình. Trúc Chi dòm ngó một lượt để xem Ngọc Huyền có ở đây không, nhưng nhìn hoài chẳng thấy cái gì ngoài chiếc giường bừa bộn kia. Trúc Chi nói giọng buộc tội: anh đang làm chuyện xấu gì mà giường của anh tan hoang thế kia? Huyết Yêu ngán ngẩm: đang dọn dẹp thì cô xông vào. Huyết Yêu phất tay một cái, chiếc giường đang bừa bộn trở nên gọn gàng. Hắn ra dấu cho hai người kia ngồi xuống giường, còn mình thì đứng và nói giọng mềm mại: giờ thì nói thật mục đích, cô xông vào phòng tôi đi, đừng hòng nói dối. Cô quên tôi là ai rồi hả? Trúc Chi bặm môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lắp bắp: cái đó anh cũng không thể trách tôi. Tôi thấy Ngọc Huyền đi theo anh, đến giờ vẫn không thấy tăm hơi của bộ ấy đâu. Không nghi ngờ anh thì tôi biết nghi ngờ ai chứ? Huyết Yêu cảm thấy hơi bất mãn. Một người cứu cô nhiều lần cũng không bằng một con ma cô mới quen biết hả? Trúc Chi cắn môi, cô thấy hơi tội lỗi một chút. Đúng vậy, Huyết Yêu luôn luôn cứu mạng của cô, không bao giờ khiến cô rơi vào nguy hiểm. Trừ chuyện hắn hay phớt lờ cô ra, thì hắn là một người ngoài lạnh trong nóng. Vậy mà xảy ra chuyện, cô chọn cách nghi ngờ người ta. Trúc Chi gãi cổ, lý nhí nói: tôi xin lỗi, nhưng anh tìm Ngọc Huyền có chuyện gì mới được? Sao cô không tự hỏi cô ta đi? Huyết Yêu quả là không phụ sự kỳ vọng của Trúc Chi. Hắn rất giỏi phớt lờ cô, lần này cũng vậy. Hắn cũng không chịu trả lời để cô biết. Nếu có Ngọc Huyền ở đây, cô cần hỏi hắn sao? Trúc Chi đành căm tức mà đứng đó nhìn Huyết Yêu. Hắn đi đến bàn làm việc, cầm một đóa hoa sen được khắc bằng ngọc bích lên, rồi thổi hơi vào đó. Từ đó hoa sen, một luồng sáng trắng bay ra đứng cạnh Trúc Chi. Cô chớp mắt một cái, luồng sáng không còn là luồng sáng mà là Ngọc Huyền. Trúc Chi reo mừng: bồ đây rồi, bồ không sao chứ? Tôi khỏe re, người đó không làm gì tôi hết, thật đó. Nhưng bồ nói là bồ không thể ra khỏi khuôn viên trường mà. Huyết Yêu ngồi xuống ghế, mặt mày không được vui cho lắm. Là kẻ xấu này đem cô ta ra khỏi trường được đó. Chỉ cần giấu linh hồn cô ta vào trong bích hoa sen này, linh hồn cô ta không những không bị tổn thương gì mà còn giữ được ma khí nữa. Trúc Chi cúi mặt xuống, xấu hổ vô cùng. Nhất Uy thấy thế liền lên tiếng giải hòa: được rồi, mọi người nên vô vấn đề chính đi. Tối nay nếu chúng ta không hành động, tôi e rằng sẽ có thêm án mạng nữa. Huyết Yêu, thầy có kế sách gì không? Rất khó để tìm ra nơi tiếp theo gã ta ra tay ở đâu, nhưng ta không có nói là không có cách tìm ra gã. Sau khi tìm ra gã, ta chỉ việc dùng thanh đao bằng bạc, ta nhắc lại, phải bằng bạc, đâm vào trái tim của gã. Làm sao tìm ra gã? Huyết Yêu hất đầu về phía Ngọc Huyền. Hắn nói: chuyện này phải nhờ cô ta giúp rồi. Trúc Chi nói với Huyết Yêu: giải thích thêm cho. Này nha, kẻ ăn tim là một sinh vật bóng đêm tàn bạo, không những thích ăn tim của con người, còn thích ăn một linh hồn thuần khiết. Mà cô bạn của cô là một con ma thuần khiết điển hình. Chúng ta dùng cô ta làm mồi nhử, sau khi gã xuất hiện liền giết chết gã. Trúc Chi biết lúc này không có sự lựa chọn nào khác. Cô vẫn lo lắng: sẽ không nguy hiểm đến cô ấy chứ? Cô không tin tôi sao? Trúc Chi nhìn vào ánh mắt cô mà dám nghi ngờ tôi, tôi cho cô biết tay của Huyết Yêu. Thầm than: đáng sợ thật. Huyết Yêu quay đầu sang Ngọc Huyền ra lệnh: được rồi, cô chui lại vào trong ngay. Ngọc Huyền chỉ chờ có nhiêu đó, đứng cạnh hắn thôi mà đã khiến một con ma như cô run rẩy rồi, chứ đừng nói là không chịu làm theo ý hắn. Người đàn ông đó thật sự còn lạnh hơn cả băng nữa. Huyết Yêu chắp tay vô tư nói: còn ai thắc mắc gì nữa không, hỏi luôn một lượt. Nhất Uy chớp lấy cơ hội hỏi ngay: chuyện tìm thanh kiếm của quỷ, em cũng muốn tham gia. Rất có chí khí, ta rất thích. Ta đương nhiên không phản đối cậu tham gia.
Ta nói thật, ta cần có người giúp đỡ cô ấy. Cô ấy ở đây, ý chỉ Trúc Chi, cô không khỏi cảm động. Huyết yêu nói tiếp. Ta có rất nhiều chuyện để làm, không thể cứ ở đây hoài được. Cho nên, hy vọng cậu cùng cô ấy thực hiện nhiệm vụ này. Ta nói lại là cô ấy tự nguyện hứa với ta, ta không hề ép buộc cô ta làm việc cho ta. Huyết yêu đứng lên, hắn cầm một chiếc hộp to bằng nắm tay, đưa cho Nhất Uy. Hắn nói, cái này ta giao lại cho cậu, cậu rất thích hợp sử dụng kiếm. Nhưng không thể cứ cầm kiếm bằng gỗ đào đi khắp nơi được, sức mạnh của gỗ đào cũng hạn chế. Cái này cậu vừa có thể đem theo bất cứ đâu, vừa có thể tăng sức mạnh tiềm ẩn của cậu. Nhất Uy nhận chiếc hộp từ tay của Huyết Yêu, cậu chậm chậm mở ra. Bên trong là một chiếc thắt lưng màu đỏ, cậu cầm nó lên quan sát. Cậu thấy mặt khóa của chiếc thắt lưng có hình con rồng uốn quanh, rất đẹp. Cậu đang thắc mắc không biết chiếc thắt lưng này lợi hại như thế nào thì Huyết Yêu chộp lấy nó. Hắn cầm mặt khóa của dây nịt rồi vung ngang, chiếc thắt lưng lập tức biến thành thanh kiếm toàn thân màu đỏ, dẻo dài, sắc bén và đầy ma mị. Hắn bay lên thực hiện vài động tác với thanh kiếm, trông nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nhất Uy và Trúc Chi đồng thời há hốc miệng, thiếu điều. Huyết Yêu đáp nhẹ xuống mặt đất. Hắn bảo, vừa có thể làm thắt lưng, vừa biến thành kiếm, chỉ cần nhấn vào mắt con rồng. Đây là thanh bảo kiếm được rèn từ sừng của một con rồng, nung chung với gươm thần của thần Kim Quy, còn được hấp thụ tinh hoa của đất trời nên mới có màu đỏ, là thần kiếm đấy. Nó có thể giết bất cứ sinh vật nào trên đời, miễn cậu có thể chạm kiếm vào tim chúng. Trúc Chi không giấu được kinh ngạc trong lòng. Không ngờ đấy, sao thanh kiếm đó anh không giữ lại mà lại tặng cho Nhất Uy, mà tôi cũng chưa thấy anh lấy nó ra dùng. Đâu phải ai cũng sử dụng được nó, ta cũng chỉ múa vài đường thôi, chứ không thể cùng nó phát huy thần kiếm được. Nhất Uy thì khác, cậu ta là hậu duệ của thần Kim Quy, chỉ có hậu duệ mới có thể sử dụng được thanh kiếm. Trúc Chi hoang mang. Hậu duệ, thần Kim Quy. Huyết Yêu dùng cây viết trên bàn gõ mạnh vào đầu của Trúc Chi, khiến cô là á một tiếng. Hắn bực bội. Làm ơn nghe cho kỹ một chút, thanh kiếm này được rèn bởi sừng rồng và gươm thần của thần Kim Quy, người đã hai lần hiển linh giúp vua và dân ta giữ nước đấy. Ta nhớ không lầm, hậu duệ trước đây là Lê Lợi. Sau khi Lê Lợi trả thanh gươm lại cho Kim Quy, hắn liền đưa cho ta bảo quản. Lần này tình thế cũng nguy cấp, ta trao lại cho cậu thanh kiếm cùng với sứ mệnh bảo vệ loài người. Cậu sẵn sàng chứ? Huyết Yêu đưa thanh kiếm về phía Nhất Uy, chờ đợi. Nhất Uy không hề suy nghĩ thêm một giây nào, cậu cầm ngay thanh kiếm, dõng dạc. Dù có chết, tôi cũng nhất định bảo vệ người. Huyết Yêu mỉm cười khoái chí. Chương 26. Đêm kinh hoàng phần 1. Trúc Chi nhớ lại lúc xin hắn một vật để phòng thân. Cô phải năn nỉ lắm, hắn mới cho cô mượn cây trâm. Đành rằng cô cũng để cây trâm rơi vào tay Vô Ảnh. Nhưng từ đó, cô cũng chưa được Huyết Yêu đưa cho vũ khí để phòng thân nữa. Nhân lúc này, cô có nên mở miệng mượn hắn không? Trúc Chi tính nói gì đó thì Huyết Yêu đã nói trước. Mặt hắn nổi đầy gân xanh. Lần này cũng do sơ suất của ta, có kẻ đã chôn thanh kiếm của quỷ từ chỗ của ta. Tất cả những sinh vật ghê tởm nhất đều xuất hiện gần đây, đều là do thanh kiếm mà ra. Tôi tưởng nó chỉ là một thanh kiếm thuộc sở hữu của quỷ vương thôi chứ, đâu có liên quan đến những sinh vật đó đâu hả? Nhưng anh cũng từng nói, nếu để thanh kiếm lọt vào tay kẻ xấu, nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Cô cũng thuộc bài đấy. Huyết Yêu cười cười. Hắn ngồi xuống, hai người kia cũng ngồi theo. Huyết Yêu trầm tư. Thanh kiếm của quỷ không phải là thần kiếm, nó là tà kiếm. Trên tay cầm của thanh kiếm có một viên ngọc màu đen. Viên ngọc này thu hút những sinh vật hắc ám ghê gớm nhất thế gian lại một chỗ, và nó giúp chúng mạnh lên,
và nguy hiểm hơn rất nhiều. Đây là lý do vì sao gần đây hay xuất hiện những sinh vật kỳ bí và đáng sợ. Có một điều còn đáng sợ hơn, những ai sở hữu thanh kiếm cũng nắm quyền điều khiển chúng trong tay. Trúc Chi rên rỉ. Nếu như vậy thật khủng khiếp. Ý tôi là có người muốn sở hữu thanh kiếm đó thật sao? Huyết yêu nghiêm túc đến đáng sợ. Ta e là phải. Lần trước cũng có kẻ muốn thành lập một đội quân hắc ám. Hắn muốn làm bá chủ thiên hạ này. Cũng may hắn là một kẻ không có đầu óc. Mọi chuyện đã được kiểm soát. Lần này thì khác. Có kẻ khác mạnh đến mức phá vỡ được lời nguyền của hắn. Nhất Uy không khỏi lo lắng. Tìm thanh kiếm đã không đơn giản, còn phải tìm luôn người đã sở hữu thanh kiếm sao? Huyết yêu lắc đầu. Còn may, nếu thanh kiếm có chủ sở hữu, ta không có cách nào cảm nhận được thần khí của nó như bây giờ. Thanh kiếm đang được cất giấu ở nơi nào đó trong trường. Trúc Chi mạnh dạn hỏi. Nếu có kẻ tìm ra chúng trước chúng ta thì phải làm sao? Huyết yêu nhắm tịch mắt lại, không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó. Hắn thở dài. Nếu có kẻ xấu sở hữu thanh kiếm, tà khí của thanh kiếm có thể chiếm luôn thể xác của chủ sở hữu. Thanh kiếm của quỷ thích hấp thụ máu của con người lắm. Cô không muốn hình dung ra viễn cảnh loài người bị săn đuổi bởi những sinh vật này đâu. Khắp nơi đều là máu tanh. Quỷ sẽ ngự trị nơi này. Bởi vậy ta cần tìm lại thanh kiếm và phong ấn tà khí của nó càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ của cô cậu là bảo vệ mọi người khỏi chúng. Trúc Chi và Nhất Uy có vẻ đã hiểu được tình hình. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng. Cùng với Huyết Yêu tìm ra thanh kiếm, đồng thời chiến đấu bảo vệ mọi người khỏi ma quỷ và những sinh vật hắc ám. Những sinh vật bị thanh kiếm thu hút đến thế giới loài người. Huyết Yêu quay lại chủ đề của họ. Trước mắt họ cần tiêu diệt kẻ ăn tim. Hắn đưa cho mỗi người một sợi dây mỏng màu đỏ và giải thích. Nếu tìm ra kẻ ăn tim, cả ba chúng ta chọn vật mốc làm ba đỉnh của tam giác, rồi dùng sợi dây này nối các đỉnh lại thành một tam giác khép kín để bao vây và giam nó lại. Ta sẽ trực tiếp vào bên trong giết chết nó. Trúc Chi nói ngay. Khoan đã, hai người đều có vũ khí phòng thân, còn tôi thì sao? Không lẽ cứ đứng im nhìn hai người chiến đấu? Huyết yêu cầm lên một thanh kiếm màu bạc được giấu trong tay áo. Hắn cương quyết. Cách duy nhất để giết nó là đâm thanh kiếm bằng bạc này vào tim của nó. Hai người không có cơ hội đến gần nó đâu. Cứ phòng thủ là tốt nhất. Thấy Trúc Chi lo lắng như vậy, Huyết yêu dịu giọng. Không phải cô đang giữ thanh đoản kiếm bảo bối của ta hay sao? Tuy nó không làm từ bạc, nhưng nó mạnh lắm đấy. Trúc Chi a lên một tiếng. Đúng vậy, cô vẫn chưa trả thanh đoản kiếm lại cho Huyết yêu. Hắn cũng không lên tiếng đòi lại. Cô đột nhiên rất muốn biết lý do. Tại sao hắn lại không đòi lại thanh kiếm bảo bối kia? Hoặc là hắn quên, hoặc hắn muốn cô giữ nó bên mình để phòng thân, như một vật định tình. Trúc Chi lắc đầu như điên để xua đi ý nghĩa quỷ quái đó. Cô thì thào. Định tình gì chứ? Căn phòng chợt im lặng bất thường. Không ai nói với ai câu nào nữa. Huyết yêu nghĩ họ đã hiểu mọi chuyện nên đứng dậy tiễn khách. Ta còn có việc phải làm. Hai người về nghỉ ngơi đi. Tối nay 9 giờ gặp nhau trước cửa nhà. Trúc Chi và Nhất Uy biết họ không thể tiếp tục ngồi nữa, liền đứng dậy rời đi. Khi hai người đi xuống phòng khách, Tuấn Tú cũng vừa mới về nhà. Tuấn Tú cười khúc khích. Hai đứa bay hẹn hò trong nhà này hả? Trúc Chi bốc hỏa, cũng luôn ân oán chưa tính vào buổi sáng, tiếp tục mang rượt đuổi giữa hai anh em. Nhất Uy liền liên tưởng đến bộ phim hoạt hình Tom and Jerry mà mình xem lúc nhỏ. Cậu chỉ đứng đó cười như được mùa. Trúc Chi thở hổn hển, mệt mỏi chỉ thẳng vào anh. Anh mà còn nói bậy bạ nữa là em cắt lưỡi nấu canh ăn đấy. Tuấn Tú cũng không khá hơn gì mấy. Anh núp sau tủ lạnh, giơ tay lên đầu hàng. Được, tha cho anh đi. Anh sẽ không chọc hai đứa bay nữa. Nhưng hai đứa nói cho anh biết, sao hai đứa lại từ đó đi xuống? Anh không phải là con nít
nên đừng hòng gạt anh kiểu như... Tuấn Tú nhái giọng Trúc Chi. Tụi em chỉ đang học bài thôi. Nhất Uy nói. Tụi em từ trong phòng thầy đi ra, tụi em mượn cuốn sách thực vật học của thầy xem chơi. Không tin anh lên hỏi thầy đi. Tụi em trong sáng mà anh nghĩ đi đâu không biết. Tuấn Tú thì thào. Ai mà biết được, ngày nào mày cướp trái tim của em tao đi. Anh nói cái gì đó? Trúc Chi nghiêm mặt. Đâu có đâu. Tuấn Tú ôm tim, nói giọng bất mãn. Riết không biết tôi là anh hay nó là chị tôi nữa. Nhất Uy bật cười. Trúc Chi cũng không kiềm chế nữa mà cười vang. Trúc Chi nhận ra rằng nên vui vẻ với những khoảnh khắc này, vì tương lai phía trước của cô chắc sẽ hiếm có tiếng cười. Tối hôm đó, Trúc Chi, Nhất Uy và Huyết Yêu gặp nhau ngay trước cổng. Họ nhìn lên trời. Những áng mây trên trời đang trôi lơ lửng. Trăng rằm sáng như ban ngày. Những ngôi sao lấp lánh cả bầu trời đêm. Một buổi tối đẹp như thế chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ một chuyện xấu xa đang sắp xảy ra. Nhưng họ biết rằng trước khi có bão, bầu trời cũng thường quang đãng và trong xanh. Họ không thể không đề phòng. Đường xá vắng tanh, chắc có lẽ bởi những vụ án đánh cắp trái tim gần đây khiến họ ngăn không cho mình ra ngoài quá khuya. Trúc Chi để ý, tiếng mèo, tiếng chó không thay nhau làm náo động cả khu phố nữa. Cô nhớ rõ ràng hôm qua, chúng không hiền như bây giờ, hay do chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên mới gặp. Huyết Yêu thả linh hồn của Ngọc Huyền ra. Ngọc Huyền gật đầu chào cả ba người rồi bay đi. Huyết Yêu ra dấu cho hai người kia đi theo mình. Trúc Chi và Nhất Uy lẳng lặng đi theo, cố không tạo ra tiếng động nào. Họ dừng lại một nơi hoang vắng. Linh hồn của Ngọc Huyền phát quang. Cô đứng bất động trên lề đường như chờ đợi. Cô ra dấu cho cả ba người kia tìm nơi ẩn giấu. Còn cô, mặc dù đã là ma rồi nhưng vẫn không khỏi căng thẳng và sợ hãi. Nếu có sơ sót nào, cô có thể bị nuốt chửng. Người tóc đỏ đã nhấn mạnh với cô như thế. Mây đen bỗng nhiên kéo đến, bao phủ cả bầu trời. Gió rít lên như gào thét. Ánh đèn đường vụt tắt. Ngọc Huyền càng run hơn lúc nãy, toàn thân tê liệt. Chẳng biết có nên bay mất hay không. Nếu bây giờ cô làm hỏng kế hoạch của tên tóc đỏ, liệu hắn có tha cho cô không? Nhưng nếu cô không tự thoát thân, liệu cô có còn nhỡn nhơ được không? Kẻ ăn tim cuối cùng cũng xuất hiện. Gã đi tướng cà nhắc như bị tật một bên chân. Trúc Chi không cần suy nghĩ hắn bị tật bên chân nào, bởi vì chân hắn không hề bị dĩ tật. Chân hắn vốn dĩ có một chân ngắn hơn chân còn lại. Nhờ ánh sáng của trăng rằm, Trúc Chi mới nhìn thấy gương mặt vô cùng ghê tởm của gã. Suýt chút nữa nôn ra hết thức ăn mà mình đã ăn hồi chiều hôm. Đôi tay của gã giống như Huyết Yêu từng nói, nó dài đến đầu gối. Gã cười man rợ. Một linh hồn thuần khiết, ta không nghĩ được sao một con ma lại có thể không gây hại cho người khác như thế. Người rất hiếm, ta rất thích. Gã búng tay một cái, Ngọc Huyền đang lơ lửng trên không bị ngã xuống đất, cơ thể trở nên cứng đờ. Cô cố vung vẫy nhưng vô ích. Gã bước chậm từng bước tới chỗ Ngọc Huyền. Cô ú ớ những tiếng khó nghe. Gã nói với vẻ kích động. Đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi. Ta thích nhìn đôi mắt sợ hãi đó của ngươi. Trúc Chi châu mày, nói thầm. Biến thái. Cô đang chờ Huyết Yêu ra hiệu. Cô nhìn sang phía bên kia đường, chỗ Huyết Yêu đang đứng. Cô ngạc nhiên, Huyết Yêu đang nhìn kẻ ăn tim và cười. Nụ cười rất giống với lần cô nhìn thấy lúc trước khi cô chết đi. Nụ cười thích thú, pha chút gian ác. Huyết Yêu dùng tay búng vào sợi dây màu đỏ,
sợi dây đã được cả bà giăng ra thành một tam giác, trong khi kẻ ăn tim đang say sưa tán gẫu với con mồi. Sợi dây phát ra những âm thanh đinh đan khiến cho kẻ ăn tim rụt cổ, dừng hai tay lại, bịt hai tai. Ngọc Huyền cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Cô chớp thời cơ, bay về phía huyết yêu, hy vọng không bị gã ăn tim tóm được. Huyết yêu nói: "Ngươi chui vào bích hoa sen ngay." Ngọc Huyền vâng lời, không còn mong điều gì hơn thế. Huyết yêu chờ cho Ngọc Huyền bay vào hẳn bên trong đóa hoa sen. Hắn ném nó sang cho Nhất Uy cất giữ. Trúc Chi hét lên: "Cẩn thận kẻo vỡ!" Nhưng Nhất Uy đã chụp được. Cậu giơ đóa hoa lên cao, khoe với Trúc Chi. Cô thầm cảm tạ trời đất. Tên huyết yêu đó thật quá đáng. Nếu Nhất Uy không chụp được, nếu đóa hoa rơi xuống vỡ tan thì làm sao? Sợi dây ngừng phát ra âm thanh. Kẻ ăn tim giáo giác nhìn khắp nơi, không tìm ra kẻ đã xen ngang vào chuyện của gã. Gã thấy một người mặc một bộ đồ áo dài nam của Việt Nam ngày xưa, đương nhiên là màu đỏ, nhìn gã với ánh mắt của kẻ thợ săn. Còn gã là con mồi. Nhận ra điều kỳ quái, gã nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng cơ thể gã vừa chạm vào sợi dây liền như bị đốt, bỏng và rát. Gã rú lên. Huyết yêu lượn một vòng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống đất bên trong tam giác. Hắn không vội vã, rất ung dung tiến tới gần kẻ ăn tim. Kẻ ăn tim giờ đây đã nhìn rõ mặt của huyết yêu. Gã không hốt hoảng, cũng không sợ hãi. Gã nhìn chăm chăm vào huyết yêu. Gã gào lên: "Ta biết ngươi, ngươi chính là gã đã giết chết nàng." Huyết yêu nhíu mày, mơ hồ nhớ ra một chuyện. Trước khi chết, kẻ ăn tim mà hắn đã từng giết trước đây có nói tha cho chàng. Nhưng huyết yêu và vài người bạn đã lục tung cả khu rừng cũng không tìm thấy ai cả. Thì ra gã chàng mà kẻ đó nói là người này. "Ta đã tìm kiếm ngươi rất lâu rồi. Ta muốn ngươi nợ máu, phải trả bằng máu." Gã ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng dài. Rồi gã dùng cả tứ chi hướng về huyết yêu chạy tới. Gã túm lấy vai của huyết yêu, dùng năm ngón tay còn lại, đen và dài, cào một đường trên mặt huyết yêu. Trúc Chi khẩn trương nói: "Cẩn thận!" Năm ngón tay của gã chưa kịp chạm vào mặt của huyết yêu đã bị cây quạt của huyết yêu chặn lại. Kẻ ăn tim chỉ nhếch môi. Gã dùng ngón tay đang cầm vai của huyết yêu bấu mạnh vào làm trụ, phóng người lên không, tay còn lại hướng đỉnh đầu. Mặt hắn giãn ra kèm theo nụ cười ma quái. Chương 27 Đêm Kinh Hoàng Phần 2. Trúc Chi gấp hơn cả huyết yêu. Cô lấy hai tay bịt mắt, không dám nhìn tiếp. Nhất Uy đã chạy tới bên cạnh cô. Cậu nói giọng vỗ về: "Không sao, phải tin anh ấy. Điều làm tôi sợ là huyết yêu kìa. Nhìn anh ta không một chút sợ hãi nào." Đúng vậy, trong tình huống bị tấn công dồn dập như vậy, huyết yêu vẫn giữ được nụ cười độc ác trên môi. Hắn chờ tay của kẻ ăn tim chạm vào đầu mình thì đạp đất bay lên. Gã ăn tim mất thăng bằng, thay vì cấu vào đầu thì lại cấu vào vai huyết yêu. Huyết yêu nắm lấy cả hai tay của gã, xoay người một cái, ném gã xuống dưới đất. Gã rên nhẹ. Huyết yêu không đợi thêm phút nào nữa, nhào xuống dùng một tay đè lên ngực gã, tay còn lại cầm thanh đoạn kiếm bằng bạc hướng trái tim gã đâm xuống. Nhận thấy nguy hiểm, kẻ ăn tim dùng tay cản huyết yêu. Năm ngón tay thành công đâm thủng cánh tay của huyết yêu. Huyết yêu nhăn mặt, cố cầm chặt thanh kiếm trong tay. Thừa lúc huyết yêu đang đau, kẻ ăn tim nắm lấy lưng áo ném hắn sang một bên. Huyết yêu cố gắng đứng dậy, máu từ tay hắn chảy xuống trông hơi ghê. Hắn nắm chặt thanh kiếm, đưa nó lên ngang mặt, mắt liếc gã ăn tim, môi nhếch lên một nụ cười. Kẻ ăn tim ôm cánh tay loạng choạng
đứng không vững. Thì ra, lúc nãy, vừa lúc gã nắm lưng áo của huyết yêu, thì hắn cũng thuận thế rạch ngang một đường từ ngực sang cánh tay của gã. Kiếm làm từ bạc tạo nên thành một vết thương dài và sâu, vừa bỏng rát vừa ngứa ngáy. Kẻ ăn tim phi phò: "Hôm nay nếu người không chết thì ta chết." Huyết yêu nói một cách thoải mái: "Người chết chắc rồi." "Vậy sao?" Gã nhìn một lượt về phía Trúc Chi và Nhất Uy. "Nếu ta chết, ngươi sẽ phải chôn hai kẻ kia cùng ta." Kẻ ăn tim cười đắc ý. Gã ngửa mặt lên trời, hú một tiếng dài, tay giơ cao làm cái gì đó. Trúc Chi không nhìn thấy rõ, chỉ thấy mây đen đột nhiên che kín ánh trăng, màn đêm bao trùm mọi ngõ ngách. Trúc Chi theo phản xạ nắm lấy cánh tay Nhất Uy. Cô nói nhỏ: "Chuyện gì nữa đây?" Nhất Uy rút kim quy kiếm ra, đề phòng nhìn khắp nơi. Cậu trả lời: "Cầm thanh kiếm của cậu cho chắc, có thể có thêm vài người bạn nữa tới." Trúc Chi gật đầu, lôi thanh bảo bối ra, nắm chặt. Quả nhiên, đúng như lời Nhất Uy nói, có thêm vài ba người nữa tới thật. Bọn chúng là ba hồn ma của ba người đã bị gã ăn tim giết. Chúng trong suốt, mất kiểm soát, trên ngực bị khoét một lỗ sâu. Mặt ai nấy như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Cả ba bao vây quanh Nhất Uy và Trúc Chi. Chúng trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Huyết yêu bị phân tâm nhìn ra ngoài. Kẻ ăn tim như chỉ chờ có nhiều đó. Gã lao tới đấm vào mặt huyết yêu, khiến hắn thối lùi hai bước. Trúc Chi nhìn thấy thế liền đau lòng. Cô lớn tiếng nói với huyết yêu: "Anh chỉ cần tập trung tiêu diệt nó. Bọn ma này tôi với Nhất Uy có thể lo được. Anh quên Nhất Uy là pháp sư trừ ma hay sao?" Huyết yêu gật đầu, nhổ ra một ngụm máu. Máu nóng trong người sôi lên. Hắn quắt mắt nhìn kẻ ăn tim. Thanh kiếm bạc từ một thanh đoản kiếm biến thành thanh kiếm dài và bén. Huyết yêu giơ thanh kiếm về phía gã ăn tim, chân thì đạp đất, phi người thẳng về phía gã. Nhất Uy chém thanh kiếm vào một trong ba hồn ma, nhưng thanh kiếm chỉ xuyên qua mà không hề làm nó bị thương. Cậu nhớ huyết yêu có nói, thanh kiếm này chỉ cần đâm vào trái tim của ma quỷ thì nó lập tức bị tiêu diệt. Điều đáng lưu tâm ở đây là bọn chúng không ai có trái tim cả. Cậu thật nhớ thanh kiếm gỗ đào của mình. Nhất Uy nói với Trúc Chi: "Đây là những hồn ma mới, vẫn còn trong suốt, rất khó để chạm vào chúng. Cậu cẩn thận một chút, tôi lại không mang theo lá bùa nào." Trúc Chi gật đầu. Ngọc Huyền từ trong bích hoa sen nói vọng ra: "Tôi cũng là ma, tôi có thể chạm vào chúng. Hai người thả tôi ra để tôi giúp mọi người một tay." Nhưng Trúc Chi và Nhất Uy không biết cách thả Ngọc Huyền ra. Hai người bắt chước huyết yêu, thổi hơi vào bích hoa sen, nhưng vô dụng. Có lẽ chỉ có huyết yêu mới làm được. Ba con ma thay phiên nhau xô ngã Nhất Uy và Trúc Chi. Đóa hoa sen trên tay Nhất Uy văng ra xa. Bọn chúng nằm đè lên người bọn họ, dùng tay bóp cổ họ. Trúc Chi cố nắm lấy tay con ma, nhưng không cách nào chạm được vào tay của nó. Cô tức tối lầm bầm: "Tụi này không thể chạm vào tụi này, nhưng tụi này lại có thể." "Ok, tốt lắm." Cô vừa mới chắc chắn với huyết yêu rằng họ có thể lo được, nhưng lúc này cô không thể không cầu cứu hắn. Cô đang rất ngạt thở. "Làm sao đây?" Cô nhìn sang Nhất Uy, cậu ấy cũng không khá hơn là mấy. Huyết yêu đang tập trung cao độ cho trận chiến của mình. Hắn chém liên tục vào người kẻ ăn tim, khiến gã đau đớn rú lên từng cơn. Vết thương cháy bỏng khắp nơi trên cơ thể gã. Gã ngã khuỵu xuống nhịn đau, cười cười. Huyết yêu dứt khoát đâm mạnh thanh kiếm vào trái tim của gã, lạnh lùng nói: "Ta ghét cái bản mặt đó của người." Kẻ ăn tim cứng đờ, mắt trợn trừng vô hồn, ngã phịch xuống đất. Huyết yêu thu sợi dây màu đỏ lại, nhét vào trong túi. Hắn dùng phép thu lại bích hoa sen, thổi hơi vào nó. Ngọc Huyền bay ra. Bỗng dưng, ba con ma cứng đờ.
chúng thả Trúc Chi và Nhất Uy ra. Trúc Chi cảm thấy hơi thở của mình trở nên bình thường. Ba con ma đưa mắt nhìn nhau. Trúc Chi nhìn thấy rõ ràng một trong ba con ma rơi nước mắt. Quái, chuyện kỳ lạ gì vậy? Ngọc Huyền chạy tới đỡ Trúc Chi dậy. Cô vui vẻ nói, người đó giết được kẻ ăn tim rồi, nhìn kìa. Trúc Chi nghe Ngọc Huyền nói thì ngước mắt nhìn Huyết Yêu. Hắn đang tiến về phía hai người bọn họ, miệng cười toe toét. Còn xác kẻ ăn tim đang nằm một góc. Trúc Chi hỏi Ngọc Huyền, lúc nãy bộ có nhìn thấy chuyện gì xảy ra không? Tôi không có cơ hội thấy. Ngọc Huyền nói liền, người đó đã đâm vào trái tim của kẻ đó, chúng ta thắng rồi. Nhất Uy đứng dậy phủi bụi, không ngờ cậu lại trở nên vô dụng như vậy. Thanh kiếm trên tay cậu có thật sự mạnh không đây? Huyết Yêu nói với bà con ma, theo ta đến gặp Hắc Bạch tướng quân. Các người không thể lưu lại nhân gian lâu được, các người bị chết oan. Nếu lưu lại lâu có thể trở thành quỷ. Không phải ai cũng giữ cho linh hồn mình được thuần khiết đâu. Ta đã giết chết hắn, coi như đã trả thù được cho các người. Bà con ma biết ơn nhìn Huyết Yêu. Họ gật đầu đồng ý theo Huyết Yêu. Một trong ba con ma nói với Trúc Chi, lúc nãy xin lỗi vì đã làm em bị thương, chị bị gã ta khống chế, không thể làm khác được. Trúc Chi mỉm cười, em không để bụng đâu, mọi người lên đường bình an nhé. Một giọng nói ồm ồm vang lên, làm tan không khí vui vẻ. Các người tưởng ta dễ chết lắm sao? Kẻ ăn tim lồm cồm bò dậy, di chuyển vô cùng chậm. Máu nơi ngực trái chảy ròng ròng, ướt hết cả bộ quần áo nhăn nhúm rách nát của gã. Trúc Chi ngạc nhiên nhìn Huyết Yêu, anh chẳng phải nói chỉ cần đâm vào trái tim của gã, gã sẽ chết sao? Kẻ ăn tim không để Huyết Yêu nói mà cướp lời, đúng vậy, nếu đó là trái tim của ta. Trong một phút, Trúc Chi thoáng nhìn ánh mắt của Huyết Yêu tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Huyết Yêu khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như thường. Gã ăn tim di chuyển chậm và khó khăn, gã nói như muốn câu giờ, trái tim của ta có cấu tạo đặc biệt, không phải ai cũng có trái tim nằm bên trái đâu. Còn nữa, ta có nửa dòng máu ma cà rồng, đó là lý do vì sao ta có thể hút máu người. Huyết Yêu nói, còn may vì ngươi không phải là ma cà rồng thuần chủng, nếu không từ vết cắn kia ba nạn nhân có thể biến thành ma cà rồng, ta lại phải đau đầu. Khoan, Trúc Chi chống nạnh nói với Huyết Yêu, tôi tưởng ma cà rồng xuất hiện ở châu Âu thôi chứ. Ma cà rồng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, thưa cô. Vậy chỉ cần chặt đầu hắn là xong, tôi đã xem phim về ma cà rồng nhiều lắm nên biết. Kẻ ăn tim thụt lui, liếc nhìn đám người kia, chờ thời cơ trốn thoát. Chỉ cần hắn thoát thân được, tính dưỡng một thời gian, sau đó hắn nhất định ăn tim từng người một để trả thù. Ngọc Huyền nói nhỏ, hắn đang tính chạy trốn kìa. Huyết Yêu hành động ngay, hắn bay tới đâm thanh kiếm bạc vào ngực phải của kẻ ăn tim, khiến gã một lần nữa quỳ dưới đất. Gã ăn tim méo mó, chúng ta cùng với nàng. Huyết Yêu im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý, đó là ân huệ cuối đấy. Kẻ ăn tim như nhìn trân trân vào khoảng hư vô nào đó, nhớ ra dáng vẻ người mình yêu một lần cuối. Gã nở nụ cười mãn nguyện, mặc dù nói thật gã cười kiểu này trông vẫn hơi ghê. Gã hạ giọng, đà tạ. Rồi gã chết hẳn. Trúc Chi bồi hồi, không hiểu vì sao khi nghe gã nói chôn ta cùng với nàng lại khiến cô xúc động như vậy. Thì ra yêu quái cũng biết yêu. Nếu gã không giết người nhiều như vậy, kết cục của gã đã khác
Huyết yêu lấy một vật giống như trái hồ lô ra. Hắn mở nắp rồi đưa về phía xác của kẻ ăn tim. Xác của hắn lập tức thu nhỏ rồi bay vào hồ lô. Huyết yêu đẩy nắp lại, xoay người về phía Trúc Chi và Nhất Uy. Hắn nói: Hai người thấy đấy, ta còn rất nhiều việc phải làm tiếp. Ta không thể đi cùng hai người về được. Trúc Chi nhìn Huyết yêu, hơi lo lắng: Tay của anh không tự lành sao? Huyết yêu nhìn xuống cánh tay của mình, không cảm thấy phiền lắm. Móng tay của gã chứa độc, ta sẽ về dùng thuốc giải sau. Chẳng phải anh là thần hay sao? Lúc nãy tôi thấy anh xém chút là lép vế so với gã đó. Huyết yêu cười tự mãn: Cho dù sợi dây đỏ kia đã phong tỏa sức mạnh của ta, ta vẫn tự tin rằng mình sẽ thắng. Nhất Uy lên tiếng: Sao biết sợi dây sẽ phong tỏa sức mạnh mà anh vẫn còn dùng? Huyết yêu cười đáp: Nó là thứ duy nhất giam gã lại. Nếu không giam gã lại, sẽ khó mà đánh thắng gã. Hai người đang lo cho ta sao? Trúc Chi đáp một cách chắc nịch: Sao không lo được? Chúng ta là một đội mà. Huyết yêu ngoái nhìn Ngọc Huyền, cô nhảy dựng lên sợ hãi. Huyết yêu không để tâm chuyện Ngọc Huyền run sợ mình lắm. Hắn nói: Hai người muốn giúp gì cho cô ta thì nhanh chóng hoàn thành. Đến ngày giỗ thứ 10 của cô ta, Hắc Bạch tướng quân sẽ tới bắt cô ta. Hai người không nghe qua câu một ngày dưới âm phủ bằng 10 năm trên nhân gian hay sao? Hắc Bạch tướng quân không để hồn ma nào thoát qua ngày thứ 2 đâu. Trúc Chi và Nhất Uy đồng thanh: Hiểu rồi. Trúc Chi níu tay áo của Huyết yêu lại, hỏi: Làm thế nào để cậu ấy ra được Bích Hoa Sen? Tụi này đã cố thổi hơi như anh nhưng không được. Gọi tên cô ta là được. Đơn giản vậy hả? Huyết yêu mặt đầy giễu cợt, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho bà ma nữ đi theo mình. Họ biến mất trong tích tắc. Ngọc Huyền lúc này mới thở phào. Cô nói: Người đó đáng sợ thật đấy. Tôi là ma rồi mà vẫn run như cầy sấy khi đứng cạnh người đó. Trúc Chi ậm ừ: Nhưng anh ta là một vị thần tốt đấy, dù hơi lạnh lùng một chút. Cậu chui vào lại đóa hoa đi, tụi mình cùng về. Nhất Uy đồng tình: Phải, anh ta là một người tốt, nếu không đã không tác thành tâm nguyện của gã ăn tim rồi. Chương 28: Gặp lại vô ảnh. Tuấn Tú đi qua đi lại trước cửa nhà, anh tức giận thật sự. Anh còn tưởng nhỏ em của mình đang ngủ trong phòng. Anh đã tốt bụng mua cho nó bịch trái cây để ăn đêm, vậy mà khi gõ cửa phòng, anh không thấy ai trả lời. Anh lo lắng mở cửa cũng không thấy người đâu. Con bé không thèm để lại tin nhắn nào, điện thoại cũng không nghe máy. Anh đang sắp nổi điên thì thấy Trúc Chi và Nhất Uy đi về phía mình. Tuấn Tú giận dữ: Đi cả đêm một tin nhắn cũng không để lại, không quan tâm anh sẽ lo như thế nào sao? Tuấn Tú quay sang Nhất Uy nạt: Còn chú sao lại đi chung với nó? Trúc Chi cảm thấy có lỗi, cô quên bén phải nhắn tin cho anh mình. Cô lý nhí: Em xin lỗi. Vào nhà đi, cả thằng kia cũng vào luôn, rồi nói thật cho anh biết tụi bay đã đi đâu, làm gì, anh sẽ không giận nữa. Trúc Chi và Nhất Uy đành theo Tuấn Tú vào trong nhà. Tuấn Tú ngồi xuống ghế trong phòng khách, ra hiệu cho hai đứa kia không được phép ngồi xuống. Trúc Chi nói trước: Tụi em mới đi hạ kẻ ăn tim. Kẻ ăn tim? Nhất Uy lên tiếng: Anh có biết mấy vụ án bị hút hết máu và mất quả tim gần đây không? Chính là kẻ đó gây ra chứ không phải con người. Tuấn Tú đứng bật dậy, anh nói vẻ sợ hãi: Nói vậy lại là thứ tâm linh gây ra hả? Ma quỷ nữa hả? Rồi hai đứa có bị sao không? Trúc Chi cảm thấy ấm áp. Ít ra Trúc Chi sẽ biết mỗi lần cô chiến đấu với cái ác, vẫn có người ở nhà chờ đợi và lo lắng cho cô. Cô cũng không muốn giấu giếm anh mình điều gì. Cô nói: Tụi em không sao. Nếu tụi em không tiêu diệt gã, sẽ có nhiều người nữa phải chết. Tuấn Tú thở dài: Anh đã hiểu lầm hai đứa. Được rồi, chắc hai đứa cũng mệt,
thằng kia về nghỉ ngơi đi. Tuấn Tú đi cùng với Nhất Uy ra ngoài cửa. Tuấn Tú trải lòng. Nhỏ em của anh đã từng tự tử. Nhất Uy tròn mắt nhìn Tú. Cậu nhớ lại, có lần Trúc Chi đã nói cậu rằng Huyết Yêu đã cứu cô trong tình huống như vậy, nhưng cậu chưa nghe qua lý do cô phải tự tử là gì. Tuấn Tú nói tiếp. Nó nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ, anh mới biết được điều đó gần đây. Có nghĩa là một mình nó đã chịu đựng chuyện đó mười mấy năm trời trong hoảng loạn và sợ hãi, không một ai bên cạnh lắng nghe hay chia sẻ với nó. Nó trầm cảm đến độ lén lấy dao thái đâm vào bụng mình, may mà cứu kịp lúc. Anh ở trên này nên cũng không quan tâm được cho nó. Tuấn Tú dựa lưng vào cánh cửa, nói tiếp. Khó lắm mới giữ được tính mạng, khó lắm mới mở lòng với mọi người. Đón nó lên thành phố là việc làm đúng đắn nhất trong đời của anh. Anh rất mừng vì nó nói nhiều hơn và có bạn bè riêng. Anh thực sự không muốn nó dấn thân vào nguy hiểm chút nào. Nhưng nếu đây là sứ mệnh của nó, anh cũng không ngăn cấm. Anh chỉ mong chú hứa với anh một chuyện, bảo vệ nó thay anh. Nhất Uy mỉm cười. Em sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy bị thương. Em lấy tính mạng này ra đảm bảo. Tuấn Tú đập mạnh vào lưng Nhất Uy một cái. Chú đừng tưởng chú nói vậy làm anh cảm động rồi gả em của anh cho chú nha. Không có cửa đâu. Đừng để cậu ấy nghe được, nếu không cậu ấy cắt lưỡi anh nấu canh đấy. Tuấn Tú bật cười, xua tay đuổi Nhất Uy đi. Còn mình vào nhà, ngồi lại vào ghế, suy nghĩ miên man. Xem ra sau này con bé sẽ còn gặp nguy hiểm dài dài. Ngoài cầu mong cho con bé được bình an và tôn trọng quyết định của nó ra, anh chẳng thể làm gì khác. Nếu anh cũng có đôi mắt âm dương thì hay biết mấy. Anh nhất định sẽ kề vai sát cánh chiến đấu cùng nó. Mặc dù tối hôm qua Huyết Yêu là người chiến đấu với kẻ ăn tim, nhưng Trúc Chi và Nhất Uy lại là hai người mất sức nhất. Tụi nó đã không ngủ đủ giấc hai ngày liền. Trúc Chi ngủ gà ngủ gật trong lớp, còn Nhất Uy phải vào phòng vệ sinh rửa mặt đến lần thứ năm mới cảm thấy tỉnh táo. Đến Thanh Lâm còn sửng sốt với thái độ này của Nhất Uy. Trước giờ cậu ta rất nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trường lớp. Giờ ra chơi, tụi nó thậm chí còn không chịu dậy đi ăn sáng mà nằm gục trên bàn học. Thanh Lâm muốn biết hai người bọn họ đã làm gì mà hôm nay mệt đến độ ấy. Nhưng cậu chỉ nghĩ chứ không hành động. Đột nhiên, thầy dạy hóa tới và gọi Trúc Chi dậy. Trúc Chi mơ màng nghe giọng thầy nói bên tai. Thằng Minh muốn gặp hai đứa để cảm ơn. Nếu được thì chiều nay hai đứa ghé qua bệnh viện một chút. Trúc Chi gật đầu rồi ngủ tiếp. Thầy Hóa cảm thấy bất lực mới gửi lời lại cho Thanh Lâm nhắn dùm. Cậu nhìn Trúc Chi như vậy hơi lo lắng. Cứ không tập trung trong giờ học như vậy, liệu có học hành tốt không? Chiều hôm đó, Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm cùng vào viện thăm Minh. Mặt cậu ấy đã hồng hào hẳn, đã cầm sách được. Còn bác sĩ bảo nếu chuyển biến tốt, tuần sau có thể xuất viện. Mình thấy họ liền cười. Gặp được mọi người tốt quá, cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Trúc Chi tươi tỉnh. Nhìn ông khỏe như vậy, tụi mình cũng ơn. Mình nói nhỏ đủ bốn người nghe. Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện hôm đó. Người đàn bà đáng sợ kia đã điều khiển đôi tay này. Hai người cũng nhìn thấy đúng chứ? Trúc Chi và Nhất Uy đưa mắt nhìn nhau. Họ không biết phải giải thích chuyện ấy như thế nào. Thanh Lâm nói hộ. Chắc do mày tưởng tượng thôi. Lúc đó tao nghe thầy nói chỉ có bốn người. Mày, Chi, Uy và thầy thôi. Không lẽ mày tính nói người đàn bà đó là ma hả? Trúc Chi và Nhất Uy tiếp tục im lặng, từ chối cho ý kiến. Mình lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Không thể nào. Tao sẽ không bao giờ làm mấy trò như cắt tay mình như vậy. Rõ ràng hai người có nhìn thấy mà. Mình hất đầu về phía Trúc Chi. Lúc tôi nhìn bà cầu cứu, bà còn la lên không cơ mà. Mấy người không tin tôi sao? Mấy người cũng nghĩ tôi bị thần kinh sao? Trúc Chi bỗng dưng nói với Thanh Lâm. Ông đi mua giùm tôi chai nước đi, tự nhiên tôi khát nước quá. Lâm đương nhiên chạy đi ngay, không thể bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân
đối tốt với cô ấy như thế được. Trúc Chi giờ mới nói với mình: tụi này cũng nhìn thấy người đàn bà đó, tụi này tin ông. Mình nuốt nước bọt. Vậy bà cũng nghĩ người đàn bà đó là ma chứ? Trúc Chi đành ậm ừ. Nhưng ông phải hứa với tụi này là đừng gặp ai cũng nói mình thấy ma được không? Ông không sợ người ta loan tin ông bị điên hay sao? Thầy cũng khổ tâm lắm rồi, đừng để thầy lo lắng thêm. Từ giờ tụi mình sẽ lắng nghe ông, được chứ? Mình tỏ ý đã hiểu, nhưng cậu vẫn mơ hồ. Rốt cuộc người đàn bà đó là ai? Sao lại xuất hiện đòi bắt tôi đi theo bà ấy? Lúc đó sợ quá, tôi lo chạy chứ đâu dám làm gì. Giờ nghĩ lại, giá như lúc ấy đừng chết nhát thì có thể đã biết rồi. Nhất Uy nói: mày bỏ chạy là đúng. Trong tình huống đó mày không bỏ chạy, sao tao với Chi thấy mà cứu mày được? Trúc Chi không biết có nên nói với mình người đàn bà đó chính là mẹ ruột của cậu không. Bà ấy muốn bắt cậu ấy theo cũng vì muốn chăm sóc cậu ấy. Trúc Chi chỉ nói: nhưng mà ông yên tâm đi, bà ta không còn xuất hiện nữa rồi. Tụi mày có nghĩ trên đời này có ma quỷ không? Nhất Uy xua tay: trên đời này làm gì có ma quỷ. Mày đừng suy nghĩ về người đàn bà đó nữa, lo dưỡng thương cho tốt, sau đó trở về học. Mình vẫn không thể quăng mớ suy nghĩ về người đàn bà đó ra khỏi đầu. Nhưng cậu sợ hai người duy nhất tỏ ra tin tưởng mình cũng bỏ mặc mình, nên không nói ra suy nghĩ trong lòng. Hai người họ rõ ràng không muốn mình buồn, nên mới nói cũng nhìn thấy người đàn bà đó đây mà. Nhất Uy thấy Thanh Lâm đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại. Cậu đứng dậy muốn đi tìm Lâm, nhưng cậu ra hiệu cho Trúc Chi ở lại với mình. Trong phòng bệnh chỉ còn Trúc Chi và mình. Lúc này ánh mắt của mình đột nhiên thay đổi, vô hồn và mặt không cảm xúc. Mình nói với Trúc Chi: nào cô em bé bỏng, cuối cùng hai chúng ta cũng được nói chuyện riêng. Giọng điệu này đích thị là người cô quen biết. Trúc Chi giật mình nhìn mình. Cậu ấy nhìn cô mỉm cười hơi đểu. Cô đanh giọng: vô ảnh. Mình tặc lưỡi: anh rất thích cái tên vô ảnh này. Trúc Chi đứng dậy nắm chặt tay, hơi đề phòng: người lại muốn gì đây? Thôi mà, anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi. Nghe nè, nếu anh không có vật chủ, anh chỉ là một làn khói đỏ lè. Anh ghét màu đỏ lắm. Anh hứa sẽ không làm gì thằng nhóc này. Nó quá yếu để anh ký sinh, yên tâm đi. Vậy ngươi muốn nói gì ở ta? Xưng hô như vậy hơi xa lạ đó nha. Cứ kêu anh một tiếng là anh đi mà. Trúc Chi không trả lời. Mình nói tiếp: cây trâm đó không phát huy tác dụng, anh không thể trực tiếp cầm nó. Em có biết lý do không? Trúc Chi cười khẩy: tôi đoán do anh là quỷ chăng? Quỷ không chạm vào thần vật được. Với lại tôi biết một tin mà anh không biết nữa. Cây trâm đó không tồn tại ở cõi âm lâu được, như vậy sẽ mất thần khí của nó. Hèn chi. Vô ảnh gật cù: biết ngay mà. Anh biết có một thứ giữ được thần khí của cây trâm. Em giúp anh lấy nó nha. Tại sao tôi lại giúp anh? Vì nếu em không giúp anh sẽ hại bất cứ người nào thân thiết với em, cô bé à. Bắt đầu từ thằng ôn yếu đuối này, anh đảm bảo đấy. Đây là trao đổi của chúng ta. Em giúp anh lấy bảo vật, và anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Hơi thở của Trúc Chi trở nên gấp hơn. Trúc Chi do dự. Vô ảnh là tên quỷ xấu xa. Lần trước hắn chưa kịp nghe Trúc Chi trả lời đồng ý giao cây trầm hay không, đã đâm một nhát vào bụng Tuấn Tú. Lần này nếu cô còn không đồng ý với hắn, hắn nhất định làm tổn thương mình và những người khác thật. Trúc Chi cuối cùng cũng đưa ra quyết định: tôi sẽ giúp anh, nhưng anh phải thề không được làm tổn thương ai hết. Vô ảnh trong cơ thể của mình bật cười the thé. Hắn nói: chuyện nhỏ mà cô bé ơi.
món đồ đó lấy ở đâu? Nói thiệt nha, nếu anh tự tay lấy được đã không nhờ em. Trúc Chi im lặng chờ Vô Ảnh nói tiếp. Hắn gượng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa vẽ đề phòng. Hắn bóp tay một cái, cửa phòng liền tự khóa lại. Hắn nghiêm túc nói: Tại bảo tàng mỹ thuật của thành phố có một món đồ cổ, nó hình chữ nhật, được làm từ gỗ trầm hương, loại kỳ nam đặc biệt quý hiếm, là hộp trang điểm của công chúa thời phong kiến xưa. Nó thuộc hàng bạch kỳ trong loại nam kỳ, sắc trắng ngà, xám nhạt, giá rất cao, xung quanh được chạm khắc tinh xảo. Theo như tôi được biết, người ta dùng gỗ trầm hương để làm nhang thôi mà. Cô em đâu giống loại ếch ngồi đáy giếng đâu ta. Trúc Chi tức giận. Anh... Vô Ảnh lập tức đổi giọng nịnh nọt. Chắc do cô em không hiểu biết hết về trầm hương thôi, chứ không phải hạng ngu dốt. Trúc Chi có vẻ giận dữ hơn. Vô Ảnh nói thẳng vô đề tài. Anh nói cô em biết, trầm hương là tinh túy của đất trời, chứa đựng tâm linh cao. Đó là lý do người ta còn làm vòng tay bằng gỗ trầm để xua đuổi tà ma đấy. Vậy thì liên quan gì tới cây trầm? Vô Ảnh vừa cười duyên vừa nháy mắt với Trúc Chi, khiến cô nổi da gà. Trúc Chi thầm vái ông trời, cô thật sự không muốn nhìn nụ cười kiểu đó trên mặt Minh một lần nào nữa. Vô Ảnh nói nhẹ như bay. Liên quan hết mọi thứ. Hộp trầm hương đó còn có tác dụng bảo quản thần vật. Chỉ cần bỏ cây trầm vào hộp, cây trầm sẽ không giảm thần khí nữa. Chuyện em làm rất đơn giản, lấy cái hộp cho anh. Ý anh là muốn tôi trộm cái hộp trong bảo tàng sao? Chương 29 Sát nhân vô hình Phần 1. Trúc Chi kéo dài từ trộm một cách điệu nghệ, nhằm nhấn mạnh cho Vô Ảnh nghe rõ. Vô Ảnh lắc đầu như điên. Mượn một thời gian thôi, nói trộm nghe nặng nề quá. Trúc Chi không thể tin được, hắn dám bắt cô đi trộm đồ cổ trong viện bảo tàng. Làm sao cô vào đó trộm đồ rồi ra một cách bình an được? Trúc Chi nhất quyết. Không được, tôi không thể đi trộm đồ được. Chuyện đó là chuyện xấu, với lại bảo tàng nhiều bảo vệ và đông người như vậy, làm sao tôi trộm đồ được chứ? Tôi sẽ bị bắt vô tù mất. Vô Ảnh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô em yêu quý ơi, cô em có cái đầu để làm gì? Suy nghĩ đi. Sao anh không tự đi mà lấy? Cái hộp đó được lưu giữ trong căn phòng chứa đầy bùa chú, anh không vào được. Anh cũng từng nhập hồn đại vào một đứa để vào thử, nhưng vừa bước được một chân vào cửa, hồn đã bị đá văng ra bởi thế lực nào đó. Anh cho cô em 5 ngày, nếu vẫn chưa mang hộp tới cho anh sẽ thịt thằng này trước. Trúc Chi đi đi lại lại trong phòng, mặt mày tái mét. Cô hỏi Vô Ảnh. Tôi thắc mắc một chuyện, anh nhập hồn vào Minh từ khi nào? Từ cái hôm thấy tụi bay trong bệnh viện. Có đôi lần rời đi làm chút chuyện, là anh bảo ba của thằng này hẹn gặp tụi em đấy. Anh thông minh ghê không? Vậy nãy giờ là anh giả vờ làm Minh sao? Không giả vờ thì tụi bay nghi ngờ thì sao? Anh đã phải hao tổn nguyên khí lắm mới nhìn rõ cảnh xảy ra trong lớp học, như vậy mới lấy được niềm tin của tụi bay. Nhưng anh không muốn hai thằng con trai kia phá đám. Chuyện này em không được nói cho ai biết, nếu không em đã biết hậu quả rồi đó. Trúc Chi bất lực rên nhẹ. Một mình tôi sao mà làm được gì hả? Vô Ảnh đang há miệng tính trả lời câu hỏi của Trúc Chi thì Nhất Uy và Thanh Lâm đi vào. Nhất Uy lo lắng. Sao cánh cửa khóa mạnh vậy? Tụi này gọi nhưng không ai trả lời, nên tụi này phải nhờ đến chú bảo vệ mở ra giùm. Vô Ảnh tự biết thằng nhóc đó rất tinh mắt, nên vô cùng cẩn thận trong thân phận của mình. Hắn nhìn Nhất Uy, giả bộ cười cười. Chắc nó kẹt cửa ở đâu đó. Tao với Chi đang nói chuyện vui vẻ quá nên chẳng để ý đến cánh cửa làm gì. Nhất Uy quay sang hỏi Trúc Chi. Nói gì đến mức không nghe tôi gọi vậy? Trúc Chi ú ớ,
không biết phải nói dối Nhất Uy như thế nào mới không bị phát hiện. Cô ghét phải nói dối người khác. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô lúc này, nói dối là biện pháp tốt nhất. Thấy cô chần chừ, Vô Ảnh lên tiếng trả lời dùm. Tụi này nói chuyện nam nữ yêu nhau rất bí mật, sao nói ra cho ai biết được, phải không em yêu? Vô Ảnh trả lời như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm giữa họ có mối quan hệ ngoài luồng nào đó. Trúc Chi liếc Vô Ảnh một cái. Vô Ảnh đưa mắt kiểu phối hợp với anh một tí đi cô em, làm cho cô không còn cách nào khác phải giả vờ theo. Tụi này đúng là đang có vài chuyện bí mật nên không tiện nói ra cho người khác biết. Vô Ảnh cười vô cùng tươi, liên tục đá lùng nhèo với Trúc Chi, làm cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho thỏa nỗi bực tức trong lòng. Thành Lâm thì bực mình, đưa chai nước trong tay cho Trúc Chi và không nói gì. Mặc dù đương nhiên cậu rất muốn biết cái bí mật giữa họ là gì, nhưng vẫn giả bộ giữ thái độ bình thản. Hay thằng Minh có ý đồ muốn cưa Cẩm Ngân chi? Thành Lâm quắt mắt nhìn Vô Ảnh, nói thầm. Nó dám. Sau đó, cậu tự gạt phăng ý nghĩ đó đi. Hai người đó có mối quan hệ gì thì liên quan gì tới mình? Nhất Uy nghi ngờ Trúc Chi. Cậu có cảm giác giữa họ không đơn giản chỉ nói chuyện yêu đương nhằng nhít. Rõ ràng có một chuyện lớn hơn. Nếu không, mặt mày của Trúc Chi không căng thẳng như vậy. Cậu ngại có Thành Lâm ở đây nên chưa hỏi cô. Nhất định khi về nhà cậu sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhất Uy nói. Cũng muộn rồi, tụi tao về đây, khi khác lại đến thăm mày. Vô Ảnh lập tức gửi một nụ hôn gió cho Trúc Chi để khẳng định lại một lần nữa cho hai thằng kia biết giữa họ có mờ ám. Trúc Chi đau khổ cười. Cô lắc đầu ngao ngán. Hắn có cần làm tới mức đó không? Thành Lâm nổi điên bỏ ra ngoài trước, đầu như muốn nổ tung vì ghen tức. Không phải cậu có tình cảm với Trúc Chi, chỉ là cậu không thích nhìn thấy bạn mình thân thiết với thằng nào đó thôi. Đúng vậy. Màn đêm buông xuống, một trận cuồng phong kéo đến, suýt chút nữa thổi bay mái tôn của bệnh viện. Vô Ảnh nằm nghe gió rít bên ngoài. Hắn cười ma quái. Đồng môn của ta ở khắp nơi. Hắn muốn thoát khỏi thân thể của mình, muốn thoát ra ngoài xem thử vị đồng môn của mình là ai. Nhưng có cố thế nào cũng không được. Hắn mất bình tĩnh. Quái, mỗi ngày hắn vẫn có thể rời bỏ thân xác này, nhưng hôm nay lại không làm được. Nhận ra mình bị mắc kẹt trong thân xác của mình, hắn nổi giận, khiến kiến của cửa sổ vỡ tan. Một mảnh vỡ đâm vào cánh tay hắn, khiến hắn nhăn mặt vì đau. Hắn quăng mảnh vỡ sang một bên, vết thương trên tay lập tức lành lại. Vô Ảnh rút ống truyền nước y tế ra, loạng choạng từng bước khó nhọc ra bên ngoài. Hắn quan sát xung quanh. Hắn đến nơi phát ra quỷ khí. Đó là một căn phòng. Hắn mở cửa phòng ra. Trong phòng chỉ có ba bệnh nhân đang ngủ say. Vô Ảnh nheo mắt nhìn khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng con quỷ nào cả. Cũng chẳng thấy điểm kỳ lạ gì. Hắn tự nói một mình. Rõ ràng là ở đây. Đột nhiên, một trong ba bệnh nhân cựa quậy thân mình, trông có vẻ đau đớn. Người đó nói trong mơ. Đừng giết, đừng. Vô Ảnh chạy tới, nắm lấy tay người đàn bà đó, muốn đánh thức bà ta dậy. Người đàn bà la lên thất thanh trong mơ, chụp mạnh tay của Vô Ảnh kêu cứu. Không hiểu vì sao, nhìn thấy cảnh người đó đang vật vã vì đau đớn, Vô Ảnh lại động tâm muốn cứu bà ta. Hắn lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Vô Ảnh tự dưng rất phiền muộn. Hắn là quỷ, tuy vẫn chưa giết bất cứ con nào, nhưng hắn vẫn rất ghét con người. Mục đích của hắn quá rõ ràng. Hắn muốn trở thành quỷ mạnh nhất. Hắn muốn những con quỷ khác phải phục tùng hắn. Hắn không muốn chạy trốn khỏi cuộc chiến giữa những con quỷ một cách hèn nhát nữa. Đó là lý do hắn phải tìm vũ khí cho riêng mình. Một vũ khí khiến những con quỷ khác phải khiếp sợ. Cây trâm chính là món đồ như vậy. Tiếc là cây trâm
không những không phát huy hết thần lực ở trong tay hắn, mà còn có nguy cơ mất đi thần lực ở cõi âm. Vô Ảnh dự tính đến nhân gian, tìm một khối thân thể mạnh mẽ, nhập vào gã, rồi sử dụng cây trầm. Nhưng hắn cũng phải tìm ra một thứ có thể bảo vệ thần khí của mình. Con nhỏ chi đó sẽ giúp hắn lấy được bảo vật đó. Có được bảo vật rồi, hắn sẽ tung hoành ngang dọc, giết chết con quỷ nào cản đường và không theo phe hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lại chạy tìm cách cứu một con người. Hắn không phải là thần, do hắn không có khả năng chữa lành cho người ta. Chỉ còn cách tìm vị bác sĩ đến cứu bà ta. Hắn chắc chắn rằng chút nhân tính còn sót lại trong hắn chính là do trái tim mềm yếu của thằng Minh này. Khi Vô Ảnh quay lại cùng với vị bác sĩ, bệnh nhân đã tắt thở. Máu ở vùng bụng của bà ta chảy ra ướt hết cả giường bệnh. Trên thềm nhà cũng đầy máu. Bác sĩ vén áo bệnh nhân lên. Bác sĩ hoảng hốt. Vết đâm còn rất mới. Lúc cháu ở đây, có thấy gã lạ mặt nào không? Vô Ảnh thành thật trả lời. Không, ta... cháu chỉ thấy bà ta quằn quại rất đau đớn, nên lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới. Vị bác sĩ rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Còn mình thì nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Vô Ảnh biết do một thế lực siêu nhiên nào đó gây nên. Rõ ràng, hắn cảm nhận được quỷ khí rất mạnh, nhưng lại không thấy con quỷ nào. Người đàn bà bị đâm mà chết. Không lẽ con quỷ đó tàn hình? Không. Vô Ảnh thì thào. Cho dù tàn hình với loài người, thì ta cũng phải nhìn thấy hắn. Kẻ này mạnh đến mức nào? Vô Ảnh bắt buộc phải trở về giường bệnh của mình. Hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, bởi vì quỷ khí vẫn chưa biến mất. Con quỷ kia rất có thể vẫn còn ở đâu đó trong bệnh viện. Nhưng làm sao gặp được đồng môn của mình thì Vô Ảnh lại không biết. Cơ thể của mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vô Ảnh tự nhiên cũng ngủ theo. Tối hôm đó, Trúc Chi có một giấc ngủ cực kỳ ngon. Mặc dù hồi chiều Vô Ảnh có khiến cô đau đầu, nhưng cô chỉ dành thời gian suy nghĩ về hắn chỉ một chút. Rốt cuộc, cơn mệt mỏi của bản thân khiến cô không thể thức thêm, nên đã ngủ rất sâu. Sáng hôm sau, Trúc Chi không còn ngủ gà ngủ gật trong lớp nữa. Cô hoàn toàn tỉnh táo. Dù có hơi đau đầu suy nghĩ làm thế nào lấy được cái hộp trầm hương trong bảo tàng mà không bị ai phát hiện, và cô vô cùng tập trung vào bài giảng của thầy cô. Đang tập trung, một tiếng hét vang lên từ lớp bên cạnh. Nhất Uy lập tức đưa mắt nhìn Trúc Chi. Cô nhìn đáp trả. Hai người đồng thời đứng lên, muốn chạy ngay sang đó để xem tình hình. Nhưng cô giáo Mùng Anh Văn bảo hai đứa ngồi xuống, còn cô chạy sang lớp bên cạnh. Thành Lâm theo sát cô, giao lại cho Trâm Anh, lớp phó học tập, giữ trật tự cho lớp. Trúc Chi và Nhất Uy liền chạy theo sau. Học sinh trong lớp bên cạnh trở nên nhốn nháo, những tiếng thì thào vang lên một cách lộn xộn. Trúc Chi không nghe được giọng ai với ai, cũng không nghe được họ nói gì. Trúc Chi chỉ thấy giữa lớp học, một nữ học sinh nằm gục xuống bàn. Máu từ bụng nữ sinh chảy ròng ròng xuống nền nhà, trông ghê rợn. Trúc Chi tính lao tới xem cho kỹ thì Thanh Lâm nói to. Tất cả giữ nguyên hiện trường, mọi người giữ im lặng, chờ cảnh sát tới. Cô giáo phải lùa đám học trò sang lớp học trống để học tiếp. Nhưng tập trung học được hay không còn phụ thuộc vào chúng. Trúc Chi túm lấy vai một bạn học nữ, hỏi nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn nữ kia nói trong sợ hãi. Không biết, không một ai biết. Thành Lâm vỗ vai bạn nữ trấn an. Sau đó Lâm đề nghị. Bạn kể chi tiết hơn một chút đi. Lan thường hay ngủ trong giờ học, hôm nay cũng vậy. Cô của lớp tôi cũng biết bạn ấy hay ngủ, nên không còn gọi bạn ấy dậy nữa. Tôi ngồi cạnh bạn ấy nên nghe được bạn ấy nói rõ ràng: đừng giết tôi, cứu với. Nhưng tôi tưởng bạn ấy đang nói mớ thôi. Đột nhiên bạn ấy hét lên, rồi máu ở đâu trào ra, bắn tung tóe khắp nơi. Nói xong bạn nữ bỏ đi. Trúc Chi tỏ vẻ không hiểu. Nhất Uy và Thanh Lâm cũng không khác là mấy. Họ hoàn toàn mơ hồ.
Một án mạng xảy ra ngay trước mặt bao nhiêu người, nhưng lại không thấy hung thủ lẫn hung khí. Chuyện kỳ bí như vậy có khi lại liên quan đến thế giới bên kia, có khi do tên yêu tinh sát nhân nào đó gây ra. Trúc Chi thật muốn hỏi Huyết Yêu cho rõ, nhưng hôm nay hắn lại không đến trường. Trâm Anh chạy tới kéo tay của Thành Lâm. Cậu ấy nói: "Vào lớp mà xem, hình như Ngọc bị gì đó." Trúc Chi, Thanh Lâm và Nhất Uy tức tốc chạy về lớp học. Một bạn nữ học sinh tên Ngọc đang ngủ gục trên bàn. Cô ú ớ kêu cứu, luôn miệng nói: "Đừng giết tôi, có ai không, làm ơn cứu." Trúc Chi chạy tới nâng đầu của Ngọc dậy, đồng thời gọi to tên của bạn ấy, nhưng vô dụng. Không những bạn ấy không tỉnh dậy, mà máu từ bụng của bạn ấy bắn luôn vào người của Trúc Chi, khiến áo dài của cô nhúm đầy máu. Bạn nữ đã chết. Toàn bộ học sinh trừ Trúc Chi, Thanh Lâm và Nhất Uy kinh hãi chạy ra ngoài. Chương 30. Sát nhân vô hình, phần 2. Trong một buổi sáng, trường đã có hai nữ sinh chết trong lớp học, mà hai cái chết lại hoàn toàn giống nhau, đều bị một vật bén nhọn đâm vào bụng và không thấy quá trình gây án. Thầy hiệu trưởng phải đích thân xuống xem xét tình huống. Thầy nghiêm túc nói: "Các em theo cô Nga vào phòng trống học tiếp. Chuyện ở đây sẽ giao lại cho cảnh sát. Thủ phạm đương nhiên cũng giao lại cho cảnh sát điều tra." Giọng của thầy khiến cho những câu nói như "nhưng không nhìn thấy thủ phạm thưa thầy" hay "có phải do ma gây ra không thưa thầy" tụi em được nghĩ không, chỉ được xuất hiện trong đầu, đừng hòng nói ra. Trúc Chi và Nhất Uy có thể khẳng định chắc chắn tên sát nhân vô hình này không phải là con người. Một kẻ tự tình đến mức gây án vào ban ngày trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, không thể là một con người bình thường được. Hoặc hắn ta có khả năng tàn hình, hoặc hắn là ma quỷ như lời học sinh đang bàn tán. Thành Lâm bất an: "Vụ án mất tim chưa tìm ra thủ phạm thì xuất hiện thêm vụ án này, lẽ nào thực sự có ma quỷ tồn tại?" Trúc Chi và Nhất Uy rất muốn nói cho Thành Lâm biết về kẻ ăn tim. Hai người muốn cho Thành Lâm biết kẻ đó đã chết và không bao giờ xuất hiện được nữa. Nhưng Nhất Uy biết Thành Lâm là kiểu người không bao giờ tin vào những thứ tâm linh. Cậu ấy cho rằng đó là mê tín dị đoan, là thứ không có thật, có khi lại nghĩ bọn họ bị tâm thần không chừng. Trúc Chi giả vờ hỏi: "Ông có nghe tin tức gì về vụ án mất tim không?" "Hai ngày qua, lực lượng cảnh sát đã bố trí khắp nơi, hòng tìm ra hung thủ. Nhưng đã hai đêm rồi, không thấy nạn nhân thứ tư xuất hiện, cũng không có tung tích của hung thủ. Bác hai của tôi cũng đang đau đầu về vụ án đó, giờ lại thêm vụ án này." 10 phút sau, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án. Cảnh sát cũng triệu tập những nhân chứng. Trúc Chi, Nhất Uy và Thành Lâm ngay tức thì xung phong đến đồn điều tra. Nhưng thầy hiệu trưởng nhấn mạnh cả bọn phải học xong mới được đi. Họ gặp Thiên Thanh tại đồn. Thiên Thanh hướng dẫn cả đám vào một căn phòng. Theo như anh nói, căn phòng này chính là phòng lấy lời khai. Khi mọi người vào hết, Trúc Chi suýt ngã ngửa vì thấy Vô Ảnh cũng ở đây. Trúc Chi ngạc nhiên nhìn hắn. Vô Ảnh nhún vai với cô, từ chối mở lời. Bác hai của Thanh Lâm là một người đàn ông trung niên, khoảng 45 tuổi, vóc dáng cao, vạm vỡ, làn da đen sạm, đôi mắt toát lên vẻ thông minh và điềm tĩnh. Bác mời mọi người ngồi xuống. Bác ấy nói: "Cả bốn đứa đều là nhân chứng của vụ án này." Trúc Chi lại một lần nữa bất ngờ. Nói như vậy, Vô Ảnh cũng là nhân chứng. Trúc Chi nghe bác cảnh sát nói tiếp: "Phiền các con mô tả hiện trường gây án một lần nữa." Thanh Lâm kể lại một cách chi tiết về cái chết của bạn nữ sinh trong lớp học. Thiên Thanh chốt lại: "Như vậy, hai vụ án ở trong trường và vụ án tối qua tại bệnh viện có thể có cùng một hung thủ. Vì cách thức gây án giống nhau, cả ba nạn nhân đều là nữ. Vết thương chí mạng đều là vết đâm tại bụng, không thấy hung khí lẫn hung thủ." Vô Ảnh nói tiếp: "Nếu em đoán không nhầm, cả ba nạn nhân
đều đang trong trạng thái say ngủ. Thiên Thành hỏi Vô Ảnh: Sao em lại nghĩ như vậy? Vô Ảnh cười: Theo như lời Lâm kể, cả hai bạn nữ kia đều đang ngủ gục trong lớp học. Người đàn bà chết trong bệnh viện cũng đang ngủ. Cả ba đều nói trong giấc mơ câu "đừng giết" một lần là trùng hợp. Đằng này có đến ba nạn nhân đều như vậy. Anh không thấy có sự kết nối sao? Trúc Chi nhìn kỹ Vô Ảnh trong cơ thể của mình. Cô nói: Anh cũng tận mắt chứng kiến bà ấy chết. Vô Ảnh trả lời: Đúng vậy. Ban đầu anh tưởng bà ấy lên cơn bệnh thôi. Anh chạy đi tìm bác sĩ. Đến nơi bà ấy đã tắt thở. Hung thủ gây án rất nhanh và gọn. Trúc Chi cười khan: Và anh cũng nói luôn lý do anh rời khỏi giường bệnh để đến đó là gì chứ? Vô Ảnh chống cằm nhìn Trúc Chi âu yếm: Anh nói rồi, anh muốn đi vệ sinh. Sau đó anh nghe tiếng bà ấy nói cứu mạng nên mới chạy vào xem thử. Trúc Chi bối rối dời mắt trước. Cô thật sự không muốn mắt đối mắt với cái tên ấy. Thành Lâm thì khỏi nói. Từ lúc hai người đổi sang xưng hô anh em là không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gầm gừ của con quái thú đang muốn lao ra ăn tươi nuốt sống thằng Minh này. Cậu cuộn tròn nắm đấm lại, cố kiềm chế bản thân một chút. Bác cảnh sát lúc này mới nói: Rất cảm ơn mấy đứa, chú sẽ nhờ Thanh đưa mấy đứa về nhà. Chuyện còn lại cứ giao cho cảnh sát. Thanh được bác hai của mình giao nhiệm vụ hộ tống bốn đứa học sinh về nhà bằng chiếc ô tô màu đỏ của bác. Trước khi lên xe, Trúc Chi nghe Vô Ảnh lầm bầm: Màu đỏ, lại là màu đỏ. Trúc Chi không nhịn được mỉm cười một cái. Hắn từng nói bản thân ghét màu đỏ, đáng đời. Thiên Thanh vừa lái xe vừa nói: Bên pháp y chiều nay sẽ đưa kết quả khám nghiệm tử thi, đến lúc đó mấy đứa muốn xem không? Nhất Uy nói ngay: Xem ra chiều nay phải tới công ty anh một chuyến rồi. Thành Lâm hỏi: Sao anh được quyền xem kết quả? Anh đâu còn là cảnh sát. Thiên Thành nói vô cùng tự nhiên: Anh được bên đó kêu hợp tác điều tra, đương nhiên phải được quyền xem. Nếu không sao anh điều tra được? Em đừng quên, anh của em là một người rất có năng lực. Trúc Chi nói: Như vậy mình có thể tìm xem điểm chung của ba nạn nhân là gì, sao thủ phạm lại chọn bọn họ để gây án mà không phải là người khác. Thiên Thanh gật đầu: Có lý. Vô Ảnh cười không được tự nhiên lắm. Hắn nói: Quan trọng có tìm ra tên sát nhân hay không, hắn gây án công khai trước bao nhiêu người, giống như hắn đang thách thức ai đó, kiểu như có giỏi thì đến đây bắt ta đi, phải không? Nhất Uy nghiêng đầu nhìn Minh. Cậu không ngờ Minh lại có những suy luận đi vào lòng người như vậy. Nhất Uy tán thưởng: Mày nói rất đúng, hắn giống như đang thách thức ai đó. Vô Ảnh không trả lời Nhất Uy. Hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời lên cao. Trước giờ hắn không thể ra ngoài ánh mặt trời như vậy. Có nhập hồn cũng lựa những nơi khuất ánh sáng hoặc vào ban đêm. Thì ra ánh mặt trời gắt gao và đẹp đẽ như vậy. Trúc Chi thấy hắn thẫn thờ thì lấy làm lạ. Một con quỷ như hắn thì có gì phải suy tư nhìn trời nhìn đất như vậy. Đúng là không được bình thường. Thành Lâm cố giấu tức giận, nói: Không phải mày đang nằm viện sao? Có lấy lời khai cũng nên lấy ở bệnh viện chứ. Vô Ảnh mệt mỏi trả lời: Suốt ngày nằm một chỗ tao thấy chán quá, nên nài nỉ bác sĩ cho đi đến đây. Bác sĩ còn kiểm tra một lượt mới cho tao đi. À, ngày mai tao bắt đầu đi học lại rồi. Trúc Chi giả bộ nói để chuyển đề tài: Anh đã điều tra vụ án ăn tim đến đâu rồi? Vô Ảnh mắt đưa ra ngoài, nhưng tai đang tập trung lắng nghe. Thiên Thanh trả lời thật lòng: Chẳng đi đến đâu hết. Tụi anh đã tập kích hai đêm liền nhưng không thấy kẻ biến thái đó xuất hiện. Còn may không có nạn nhân nào nữa. Có điều cảnh sát không biết ăn nói sao với người nhà nạn nhân. Giờ còn thêm vụ án này nữa, chắc anh lại mất ngủ nữa quá. Trúc Chi vô cùng thông cảm với Thiên Thanh. Làm sao tìm ra tội phạm khi hắn là một sinh vật bóng đêm?
được cho là không tồn tại trên cõi đời này. Thiên Thành dừng xe tại nhà mình để Thanh Lâm đi xuống. Anh tiếp tục đưa ba đứa còn lại ai về nhà nấy. Nhưng khi xe dừng lại ở nhà Trúc Chi, cả Nhất Uy và Vô Ảnh đều đi xuống. Nhất Uy thì không nói làm gì, Vô Ảnh xuống xe làm gì cơ chứ? Trúc Chi nói với Vô Ảnh: Anh xuống theo làm gì? Đi về bệnh viện đi. Vô Ảnh véo má của Trúc Chi một cái, thỏa mãn nói: Anh xuất viện rồi, anh sẽ vào nhà em chơi một chút, tiện thể chào hỏi anh của em luôn. Nhất Uy nghe được, mặt không biến sắc. Cậu vào nhà cùng hai người. Sau khi an tọa trên chiếc ghế trong phòng khách, Nhất Uy lạnh lùng nói: Thật ra mày là ai? Sao lại nhập hồn vào Minh? Có mục đích gì? Vô Ảnh cười khoái trá: Vẫn không giấu được mày. Mày đã biết từ khi nào? Nhất Uy lạnh lùng: Minh trước này nhút nhát, làm gì có phong thái tự cao tự đại như mày. Muốn người khác không biết, ít ra cũng nhập vai cho tốt chứ. Hơn nữa, lúc ở bệnh viện, không khí giữa hai người rất lạ. Mới biết nhau mấy ngày mà giữa hai người tồn tại mối quan hệ yêu đương, nói ra ai tin? Vô Ảnh vỗ tay một tràng dài, hắn khen ngợi: Nói hay lắm. Mục đích của mày là gì? Vô Ảnh lạnh nhạt: Đó là chuyện của anh và cô bé ấy, mày không cần biết. Trúc Chi đặt xuống bàn hai ly nước. Cô nói: Hai người đừng lời qua tiếng lại nữa. Cô hỏi Vô Ảnh: Sao anh vẫn còn trong cơ thể của mình? Bộ anh muốn chiếm cơ thể của cậu ấy luôn hả? Hiểu lầm anh nữa rồi. Vô Ảnh lấy ly nước đưa vào miệng uống hết cả một ly. Hắn lấy tay quẹt môi rồi nói tiếp: Anh đã cố thoát ra nhưng không được. Trúc Chi hỏi: Nghĩa là sao? Vô Ảnh thật tình trả lời: Anh bị mắc kẹt trong hình hài này, không thể xuất hồn. Nhất Uy ngạc nhiên: Tại sao? Vô Ảnh chán ngán: Anh biết được anh chết liền, nhưng tối hôm qua anh ngửi được quỷ khí rất nồng. Anh chạy theo đến nơi phát ra quỷ khí, chính là nơi người đàn bà đó chết. Trúc Chi nói: Ý anh nói ba vụ án đó là do quỷ gây ra sao? Vô Ảnh gật đầu. Vô Ảnh trầm tư: Anh có thể đoán được kẻ đó là ai? Vô Ảnh thấy hai đứa kia nhìn mình như chờ đợi mình nói tiếp. Hắn lắc đầu cười trừ: Không ngờ có một ngày loài người tụi bay lại mong chờ câu nói của anh như vậy. Trúc Chi tỏ ra không quan tâm đến lời trêu chọc của hắn. Cô chỉ im lặng nghe hắn nói tiếp. Cô muốn biết con quỷ nào đã gây ra vụ án này, có cách tiêu diệt nó hay không. Vô Ảnh nói: Cả ba nạn nhân đều chết trong lúc ngủ. Anh đoán đây là do mộng quỷ gây ra. Hắn chỉ giết được người ta trong giấc mơ, sau đó sẽ ăn luôn linh hồn của họ. Nhất Uy rầu rĩ: Cho nên tụi mình mới không thấy linh hồn của họ sau khi họ chết. Nếu hắn chỉ giết người trong khi họ đang ngủ, vậy làm sao mới tiêu diệt được hắn? Trúc Chi lại nhìn Vô Ảnh chờ đợi câu trả lời. Lần này Vô Ảnh khịt mũi nói: Cái đó anh không biết, anh chỉ biết nó là loại quỷ nào thôi. Còn tiêu diệt nó, tụi bay phải tự tìm lấy chứ. Trúc Chi thất vọng lồ lộ trên mặt. Người được xem là chuyên gia tiêu diệt quỷ, Huyết Yêu đang đi đâu đó chưa về. Nếu họ không tìm ra cách giết con quỷ này, rất có thể sẽ có nhiều người chết nữa. Môi của Trúc Chi cong lên khinh bỉ: Tại sao tụi này lại phải trông mong một con quỷ như anh có thể giúp tụi này cơ chứ? Vô Ảnh cười đồng tình: Đúng vậy, mắc mớ gì anh phải giúp tụi bay. Vô Ảnh đứng dậy đi vào trong bếp. Có gì ăn không? Anh đói quá. Lúc là quỷ đã thấy lúc nào cũng đói rồi, nhưng vẫn nhịn được. Từ lúc mắc kẹt trong thân xác thằng Ôn này, anh đói không chịu được. Lúc này trên lầu đột nhiên truyền ra một âm thanh lạ. Trúc Chi và Nhất Uy đồng thời chạy lên trên đó xem. Từ trong phòng Tuấn Tú, tiếng ú ớ càng nghe rõ hơn. Đừng giết tôi, đừng lại đây, có ai không, cứu mạng.
Trúc Chi nhận ra đó là giọng của anh hai cô. Cô hoảng loạn đập mạnh vào cửa phòng, cố tạo tiếng động để đánh thức anh mình, nhưng không mấy tác dụng. Cô mất bình tĩnh, rống lên.